có lúc nước mắt rơi, yêu thương dường như quá mỏi mệt, muốn khóc để dâu đi trong lòng ta bao yêu đuối. Có những lúc khó khăn con tim dường như thấy tuyệt vọng, bỗng nhớ vẫn luôn còn gia đình. Dù cuộc sống thử thách ta thế nào vẫn ấm áp bữa cơm cùng quây quần, rồi từ đó bước qua những khó nhau, tình yêu bốc nở hoa bên đời ta. Gia đình nơi ta tìm về khi bão giông, gia đình vững vàng hạnh phúc xây tình yêu. Gia đình thiêng liêng và lòng ta biết ơn. Gia đình dịu dàng và chắp cánh ta bày xây nên những hạnh phúc, những cái tháng phía trước sẽ tươi đẹp, và khi tim cho ấm áp thì cuộc sống chung quanh bông đẹp dịu kỳ. Gia đình nếu bữa cơm mày nấu thật là ngon tặng mình, trong cuộc đời là lúc ta gặp giông bão, có thử thách nhưng nó khe làm sao, có gia đình ủng hộ hết mình, dù cuộc sống ra sao thì gia đình là nhất, có gia đình ủng hộ hết mình, dù cuộc sống ra sao thì gia đình là số một. Xây nên những hạnh phúc, những cái tháng phía trước sẽ tươi đẹp, và khi tim cho ấm áp thì cuộc sống chung quanh bông đẹp diệu kỳ. Dạ thưa cô cứ yên tâm, con đã thông báo hết với tất cả các công ty quen biết về trường hợp của anh Quốc Huy rồi, và họ hứa là sẽ không nhận Quốc Huy vào làm. Cô biết rồi. Nếu như mà cô không đi được thì cũng không sao đâu, vì tôi thật sự tin cô, tôi mới nhờ cô cầm tiền và hồ sơ về đây. Cô ký nhận vô đây. Chào em. Em có thể cho anh làm quen được không? Xin lỗi anh, tôi không thích. Với lại tôi cũng không muốn làm phiền ai hết. Mày mà nói tôi cắt cổ mày, đừng hết đi. Trả mày lui cho tôi. Cô tôi dậy. Để lên mày. Cướp. Đi. Cướp. Alo. Xin lỗi, anh có phải là anh Tuấn, người nhà của cô Bảo Ngọc không? Tôi qua đây, có gì không? Cô Bảo Ngọc vừa bị cướp. Bây giờ mà anh lên cơ quan công an phường để đưa cô ấy về. Cướp? Anh ơi, em bị cướp hết rồi anh. Bình tĩnh. Không sao nữa rồi. Nó đi hai người lận. Tiền bạc hồ sơ nó lấy hết đồ của công ty rồi anh. Tiền gì? Bao nhiêu? Cô ấy khai là 200 triệu. Hai. Đó là số tiền mà công ty quốc tế trả cho công ty Toàn Phúc. Hiện nay chúng tôi đang ra thông báo khẩn để truy tìm hai tên cướp táo tợn này. Vậy làm sao bây giờ anh? Không sao đâu. Bình tĩnh đi. Bây giờ anh có thể đưa cô ấy về. Có gì tôi sẽ liên hệ với hai người sau. Cảm ơn anh. Không có gì. Không sao đâu. Bình tĩnh. Có anh rồi. Đi về. Đi em. Tại sao đêm hôm rồi mà công ty Toàn Phúc lại bắt Ngọc qua công ty cô Trúc lấy tiền? Ông Phúc nói là phải lấy tiền gấp để sáng mai đi tỉnh. Với lại hồ sơ đấu thầu cũng quan trọng, cho nên là nhờ Ngọc phải đi qua lấy tận tay. Anh chỉ cần em tới đó cầm 200 triệu về. Đó là số tiền mà bên công ty quốc tế trả cho mình. Để sáng mai anh cầm số tiền đó đi công việc sớm. Vì vậy mà em phải nhớ lấy tận tay từ bà giám đốc Đông Trúc. Cô ký nhận vô đây. Dạ. Mẹ của anh đưa tận tay cho em. Vậy mẹ anh có nói gì nữa không? Cô có biết không, hằng đêm tôi sợ cảm giác về nhà. Căn nhà trống vắng lạnh lẽo. Cô đã cướp đi đứa con trai duy nhất của tôi. Nếu như mà như lời Ngọc nói như vậy thì giống như là tất cả mọi chuyện được sắp đặt sẵn để cho Ngọc gặp nạn vậy đó. Mà nè, cái công ty đó trước giờ có làm gì với công ty cô Trúc không? Chưa.
Ngọc là thư ký của cô Trúc cho nên Ngọc biết rõ lắm. Công ty Toàn Phúc là lần đầu tiên làm việc với công ty quốc tế. Ủa là làm gì mà mọi người nhìn tôi dữ vậy? Ông Tuấn nè, từ hồi nào tới giờ công ty Toàn Phúc đâu có hợp tác với công ty mẹ của ông, có đúng không? Hiểu ý của tôi không? Ông không nghĩ ra hay sao? Anh Tuấn à, nè anh, nè anh. Anh đi đâu vậy? Mẹ, có phải mẹ vàng cảnh ra cái chuyện cướp tiền của Ngọc hay không? Con về nhà để gặp hỏi mẹ chuyện này. Vậy mà mẹ tưởng con về nhà thăm mẹ chứ. Con hỏi mẹ một lần nữa là có phải mẹ dàn dựng tất cả mọi chuyện hay không? Con nghĩ mẹ dụng công đến như vậy sao? Mẹ chưa nói đến chuyện con Ngọc phải đối diện bồi thường 200 triệu đồng cho công ty Toàn Phúc. Mà hồ sơ bí mật kinh tế của công ty mẹ lọt ra ngoài, thằng cướp nó còn có thể quay lại tống tiền mẹ. Con có hiểu tầm quan trọng trong chuyện này không hả? Nhưng không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Đó là một sự sắp đặt. Ý con nói là một âm mưu chứ gì? Mẹ hỏi con, để làm gì? Con Ngọc không đáng cho mẹ phải tốn 200 triệu như vậy. Nhưng nếu vừa ăn cắp vừa la làng thì sao? Con thôi đi, đừng có hỗn láo với mẹ. Con càng ngày càng quá đáng lắm rồi. Con về nói với con Ngọc làm cách nào để bồi thường 200 triệu cho công ty Toàn Phúc kìa. Mẹ. Mẹ cái gì? Nhưng rõ ràng Ngọc bị cướp. Ai biết được nó bị cướp hay cố tình để bị cướp để chiếm đoạt 200 triệu hả? Cô Ngọc, cô phải nói cho tôi biết tiền của tôi đâu. Tôi xin lỗi, tôi đã trình bày hết rồi. Tôi không có tin. Tôi phải làm đơn thưa cô về cái tội vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi không có. Cô đã dàn cảnh cướp để cố tình chiếm đoạt 200 triệu của tôi, có đúng không? Ông đừng có vu khống cho tôi. Cô phải trả lại cho tôi 200 triệu. Cô đừng có giả vờ, đừng có giả vờ nữa. Đề nghị hai người bình tĩnh. Chúng tôi mời cô Ngọc lên đây vì ông Toàn Phúc nghi ngờ cô đã dàn cảnh cướp 200 triệu tiền của công ty quốc tế trả cho công ty Toàn Phúc. Tôi đã nói với anh là tôi thực sự bị cướp, tôi không có lấy số tiền đó. Cô Ngọc, vậy lúc đó có ai thấy cô bị cướp không? Do khu vực đó không có lắp đặt camera cho nên không thể xác định được hai tên cướp mà cô đã khai. Tôi đã nói là tôi thực sự không có, tôi bị quan mà. Cô đừng có giả bộ đóng kịch nữa. Tôi sẽ viết đơn thưa cô về cái tội dàn cảnh cướp để chiếm đoạt tiền công ty của tôi. Tôi đã nói là tôi không có mà. Đề nghị cô bình tĩnh lại. Bây giờ không biết sao để Ngọc có tiền trả cho ông ta nữa. Không cần trả. Còn ông ta làm gì? Nếu mà không trả, Lòng Phúc sẽ thưa lại Ngọc đó. Về nguyên tắc khi mà có đơn thưa thì công an sẽ vào cuộc. Lúc đó Ngọc sẽ bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cái gì? Tạm giữ à? Tôi sẽ trả cho ông ta 200 triệu là được chứ gì? Nè, anh đừng có nóng như vậy. Bây giờ ví dụ, đó là một cái bẫy để gài bẫy Ngọc. Thì anh có dục vô mặt ổng 200 triệu thì ổng cũng không chịu tha cho Ngọc đâu. Ví dụ như em nè, em cố tình gài bẫy Ngọc đi thì chắc chắn em sẽ không lấy, đúng không? Ý cho Châu là bây giờ Ngọc phải đối diện ra trước pháp luật hả? Công an nói không có ai chứng kiến em bị cướp, mà con đường em bị cướp không có ai thấy hết. Giờ không có gì chứng minh ngoài cái ba lô mà em đã bị mất hết. Chứ chẳng lẽ bây giờ chúng ta cứ ngồi đây mà nói hoài cái chuyện này à? Tụi mình phải hành động đi chứ. Đúng rồi đó, phải động đậy gì đi chứ.
Tôi nghĩ đây là một quỷ kế, không có ai mà mất 200 triệu hết á. Mọi người có hiểu tôi muốn nói gì không? Không. Tôi nói là cái thằng ăn cướp đó, bây giờ không chừng là nó đang ngồi trên máy bay, nó bay qua Thái Lan hay là Campuchia hay là Hồng Kông gì rồi. Không ai tìm được đâu, nó bịt mặt kín mít à. Hai thằng đó mới là chìa khóa. Đúng. Hai thằng đó mới là chìa khóa trong vụ án của Ngọc. Nè, đã nói chậm rồi, nói cái câu nào mới hả nói? Còn lặp lại cái câu của người ta thì bớt nói cho bớt tốn thời gian được không? Thì mình phải nhấn. Ngày mai khai trương nhà hàng, tối nay anh có thể mời em tới dùng thử trước được không? 6 giờ anh sẽ tới đón em, được không? Đức Hero. Đức Hero là ai? Mình có quen ai tên Đức Hero đâu. Bạn mình có Đức Thắng, Đức Phong, Đức Hoàng, nhưng mà đâu có Đức Hero. Cũng biết chọn đồ quá ha. Không biết anh ta có ý đồ gì đây. Anh Kim ơi, xong hết rồi, anh đang ở đâu vậy? Anh nghe, anh đang ngồi bên quán cà phê điều chỉnh kịch bản một chút. Khi nào bên đó chuẩn bị xong, diễn viên xong á thì gọi anh nghe. Em biết rồi, ok. Ok. Em nghe nè. Em tối nay anh được về sớm, anh đưa em đi ăn nghe. Anh biết một quán bên sông rất là thoáng mát, vậy đẹp nữa, chắc chắn là em sẽ thích. Tối nay á, em lỡ hẹn với bạn rồi, thôi để bữa khác nha anh. Vậy hả? Vậy thôi em khác cũng được. Vậy nghe. Chào anh. Lúc nào cũng vậy, ngôi nhà gỗ bên sông, quán cà phê bên sông, nhà hàng cũng bên sông, cái gì cũng dính tới sông hết á. Nếu không phải bám theo anh để được lên hàng sao, tôi đá anh xuống sông luôn cho rồi. Chúng tôi đã có đơn tố cáo của công ty Toàn Phúc và cả đơn của công ty quốc tế. Tố cáo cô Ngọc đã cố tình bán thông tin của công ty quốc tế ra ngoài và chiếm đoạt 200 triệu đồng của công ty Toàn Phúc. Chúng tôi sẽ tiến hành tạm giữ cô Ngọc theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra.
mong gia đình hợp tác. Em bình tĩnh, đừng lo lắng quá. Bằng mọi giá anh sẽ tìm cách bình quan cho em. Em không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Em gây ra chuyện làm phiền giúp anh quá. Em đừng có nói vậy. Chúng ta coi như là vợ chồng với nhau rồi. Anh mong em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Đừng có suy nghĩ hay lo lắng gì nhiều quá. Mẹ, con thua mẹ rồi. Con xin mẹ hãy tha cho bà Bảo Ngọc. Chuyện gì mẹ không hiểu? Mẹ, con không phải là một đứa con nít. Chứ cờ này con chấp nhận thua mẹ. Tụi con không nên đấu lại mẹ. Mẹ hãy đưa Ngọc ra đi. Con biết chỉ có duy nhất mình mẹ mới làm được chuyện này thôi. Ý con là sao? Mẹ chưa rõ. Chuyện con Ngọc vào công an điều tra không có liên quan gì đến mẹ. Mẹ, con, con chấp nhận cưới Thục anh. Con nói cái gì? Mẹ nghe chưa rõ. Con sẽ cưới Thục anh. Con chấp nhận bỏ Ngọc. Đồ con bất hiếu. Con vì con Ngọc đó mà con bỏ mẹ. Con không biết cái tội bất hiếu đó là tội lớn nhất của con người, con biết chưa? Mẹ đã từng cảnh cáo con và con Ngọc, đừng nghĩ rằng con làm như vậy mẹ sẽ chấp nhận cho con với con Ngọc đến với nhau. Mẹ cứ đánh con, cứ trừng phạt con đi. Con chỉ xin mẹ cứ cứu Ngọc. Con biết con nói ra thì cũng vô nghĩa, nhưng mẹ và công ty Toàn Phúc đó hãy rút đơn kiện là lại đi. Ngọc vô can mà. Mẹ biết điều này mà đúng không mẹ? Con xin mẹ hãy buông tha cho cô ấy đi. Nhưng những gì con hứa nhất định con sẽ thực hiện. Con hứa thì con phải giữ lời đó. Con ra ngoài đi. Thank you.
Ủa, cái vali của anh Tuấn đâu rồi? À, alo. Alo, anh hả? Em về nhà rồi nè. Nhưng mà sao đồ đạc của anh đâu hết rồi? Có chuyện gì xảy ra vậy anh? À, anh đợi em ở công viên bờ sông. Anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em tới liền. Có chuyện gì sao mình không về nhà nói? Có chuyện gì nói em nghe đi. Mình chia tay đi. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Em làm cho anh rất là thất vọng. Anh nói cái gì vậy? Em làm gì mà khiến cho anh thất vọng? Anh biết cuộc sống của em dạo này hơi khó khăn. Em cần tiền để trang trải cuộc sống của mình. Và để em không thua kém bất kỳ một ai hết. Nhưng em không được bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền bằng mọi giá như vậy được. Anh biết anh nói cái gì hay không vậy? Anh thừa biết là cái chuyện đó không có liên quan đến em mà. Em biết tại sao em còn ngồi đây để gặp anh để mà nói chuyện với anh hay không? Tất cả là nhờ anh, do mối quan hệ của anh và gia đình anh cho nên em mới được ngồi ở đây nói chuyện với anh đó. Em có hiểu không? Em có biết không hả? Anh hy vọng đây là lần cuối cùng. Em sẽ không bao giờ là làm phiền anh một lần nào nữa. Anh sẽ không bao giờ giúp cho em thêm một lần nào nữa hết. Em làm anh cũng quá thất vọng. Cứ khóc mãi tình yêu ngày xưa có quay trở về. Nhặt phải ký ức tan biến một lần cuối cho nhau dù biết mình chia ly là mãi sẽ biệt ly rồi khi màn mưa sang kín lối. Thank you.
Chào em, rất hân hạnh được đón tiếp em ở đây. Anh là người đã tặng hoa và quà cho tôi đúng không? Đó chỉ là một chút lịch sự để hân hạnh làm quen với em thôi. Hoa thì tôi xin phép nhận, còn quà thì anh nhận lại giùm cho. Tôi đã để trên xe cho anh rồi đó. Chắc là món quà đó không xứng đáng với em. Nếu như em không hài lòng, anh thành thật xin lỗi. Anh sẽ sửa sai ngay lập tức. Alo, sa thải ngay tay giám đốc thời trang. Tạp chí của tôi không cần những kẻ vô dụng như vậy. Có mỗi cái áo đầm mà thiết kế cũng không xong. Vậy nha. Thôi được rồi, vậy đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đến trung tâm mua sắm. Em sẽ thoải mái để lựa các món đồ mà em yêu thích. Hay là em đi Thái Lan, Singapore hay Malaysia với anh để mình cùng nhau shopping. Tôi nghĩ là không cần thiết đâu. Và chắc anh cũng chưa hiểu gì về tôi. Xin phép anh tôi về. Ủa, sao em lại bỏ về? Anh đã kêu món, chúng ta còn chưa dùng bữa tối với nhau mà. Tôi nhớ là hôm nay tôi đâu có hẹn với anh đâu. Chào anh. Xin má cho con về nhà đi má. Ở bên ngoài con khổ quá, con kiếm không có đồng. Không biết kiếm được tiền khó khăn như thế nào rồi. Má cho con về nhà đi má. Chị mới đi làm có một tuần mà đã không chịu nổi rồi hả? Sức thanh niên trai tráng gì kỳ vậy? Hay là lại lười biếng, không lo làm việc cho nên là bị người ta đuổi rồi? Dạ không, con không có lười biếng. Nhưng mà một tuần quá đối với con còn hơn cái địa ngục nữa má à. Nè 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 nè, cậu làm gì vậy? Thái độ như vậy là sao? Có thái độ gì đâu, ra lau bàn mà. Cậu tưởng tôi đuôi hả? Cậu vừa quăng cái khăn lên bàn, thái độ gì? Cậu nhìn mặt tôi nè, tôi là chủ ở đây. Cậu liệu hồn đó. Nói gì quá vậy anh? Tôi không thể hiểu nổi cậu. Kỹ năng làm việc thì không có, mà năng lực làm việc lại càng không có. Chỉ bê 2-3 cái chén, 4-5 cái dĩa thôi, vậy mà cứ bể hoài. Cậu chỉ mới vô làm có một tuần thôi, vậy mà tôi phải mua lại một lô chén dĩa rồi. Cậu liệu hồn đi. Thôi vậy cứ trừ về lương tôi đi. Cái gì? Trừ lương hả? Lương cậu còn bao nhiêu mà tôi trừ? Lo mà làm việc đi nè. Còn bạn bên kia nữa kìa. Con đã đi làm là con quyết tâm không sợ cực, không sợ khổ, nhưng con sợ dơ lắm. Dù con có quyết tâm chịu khó cỡ nào, con không làm vừa lòng người ta nữa, người ta cũng đày đọa con. Ê, mày đi đâu đó? Làm xong hết chưa? Tao hỏi sao mày không trả lời? Tôi không chùi toilet nữa.
Tôi hết ca rồi. Mày tin tao nói quản lý đuổi việc mày không? Tao nói là tao không chui nữa. Tụi mày nói đi. Thằng này láo. Xưng tao với ai hả mày? Tụi bay đừng có tưởng tao ngu, tao không biết. Hôm nay là ca của tụi bay. Chính tụi bay bày ra chuyện này để chơi tao đúng không? Đúng đó. Rồi sao? Tụi bay ngon lắm. Đợi đó. Ê, mày nói ai con mày? Mày, mày láo nè. Mày láo nè. Mày. Tao cảnh cáo mày nha mày. Mày có chuyện tao đó. Đi. Má ơi, con khổ cũng khổ đủ rồi. Bài học thì con cũng học được nhiều lắm rồi. Má cho con về nhà đi má. Con đang nể má. Lòng tự trọng của con không cho phép con chịu nhục chịu khổ thêm vậy nữa đâu. Con là con của má mà. Con hứa với má, từ ngày mai con sẽ ngoan ngoãn nghe lời má, làm theo tất cả sự sắp đặt của má. Má cho con về nhà đi má. Nha má. Thôi được. Muốn về nhà thì phải có điều kiện. Dạ, điều kiện gì con cũng chịu hết. Má nói đi, điều kiện gì? Ly dị vợ của con đi. Ly dị là sao? Vợ con có thai mà má. Con không bỏ vợ con được đâu. Má ơi. Má sẽ cho con một đêm để suy nghĩ. Sáng mai má sẽ tới đó đón con. Quyết định ra sao là tùy ở con đó. Má ơi. Má ơi, khổ lắm má ơi. Cho con về nhà đi má. Sao má lại bắt con ly dị vợ con? Giờ con đã có thai, là cháu của má mà. Thông cảm cho má nha con. Chỉ có cách này, cách này mới giúp tụi con trưởng thành được thôi. Má ơi, vậy như vậy là sao? Chồng ơi, mở cửa cho vợ đi chồng. Chồng, quà ăn sáng nè, vợ mua đồ ăn sáng cho chồng rồi nè. Chồng, chồng làm gì vậy? Quà ăn sáng đi. Ai đời vợ bầu bì như vậy đó mà bắt vợ đi mua đồ ăn sáng, không biết thương yêu vợ gì trơn á, thiệt tình à. Bữa nay chồng mệt mà. Thôi quà ăn sáng đi, bây giờ chồng mà không ăn á là vợ nhịn đói cho con đói luôn nha. Ăn thì ăn. Nay cho ăn gì đây? Để coi ăn gì. Xôi nữa hả? Chồng muốn ăn phở không? Ừ, được đó. Đưa tiền để vợ mua cho. Chọc quê chồng hả? Tiền đâu được. Chồng, bây giờ mình ráng ăn xôi đi, rồi tối á vợ nấu gì ngon ngon cho ăn nha. Chồng sao vợ? Nói con vậy thôi mà giận rồi đó hả? Chồng, chồng sao vợ? Nè, chồng sao vợ? Bộ trên công ty có chuyện gì đúng không? Hay là bên nhà ba má có chuyện gì đúng không? Không phải mấy chuyện đó. Chứ chuyện gì sao chồng nói cho vợ nghe? Nói cho vợ nghe đi, chồng cứ ấp ấp úng hoài à. Má nói sẽ cho chồng về nhà. Má nói vậy á hả? Sao tự nhiên má lại tha thứ cho chồng vậy? Nhưng má có điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là... Điều kiện gì? Bây giờ chồng nói đúng không? Điều kiện là chồng phải bỏ vợ chồng mới được về. Rồi chồng trả lời sao?
Dạ. Bây giờ vợ nghe chồng nói nha. Trước mắt chồng sẽ về nhà để từ từ lấy lại lòng tin của ba má, rồi sau đó chồng sẽ tìm cách để xin phép ba má đưa vợ về, được không? Vợ, chồng đâu có nói là sẽ bỏ vợ đâu, mình chỉ đóng kịch thôi mà. Bây giờ chịu khó đi nha, được không? Được không? Anh đừng có nói nữa. Anh nói vậy mà nghe được hả? Người ta vợ chồng sướng khổ cùng chịu, cùng nhau vượt qua khó khăn. Chồng ở đâu thì vợ ở đó. Còn anh làm như vậy khác nào thân ai nấy lo. Được rồi, nếu mà anh muốn như vậy á thì tụi mình chấm dứt ở đây luôn đi. Vợ à, vợ cho chồng thời gian đi. Anh buông ra đi, anh đừng có nói gì với tôi nữa hết á. Vợ, nghe anh nói đi mà. Anh muốn đi á thì anh đi đi. Vợ, đừng có nói gì nữa với tôi hết á. Trời ơi, tôi không anh ngờ đã nói là vợ nghe anh lại có suy nghĩ như nói vậy là... Tôi không muốn nghe cái đó gì là đây mà cũng gọi là chỗ ở nữa sao? Ủa má. Má. Dạ con thưa má, con mời má ngồi. Không cần đâu. Quy, con đã quyết định chưa vậy? Con, má sẽ không thay đổi điều kiện đâu. Một là con về nhà, hai là con cứ tiếp tục ở đây sống cuộc sống như bây giờ. Con sẽ theo má về. Anh Quy, cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi. Dù sao nó cũng là cháu của tôi mà. Không cần tiền, tôi không cần gì hết. Tôi có thể tự lo cho bản thân và con của mình. Mấy người về hết đi, tôi không cần ai thương hại hết. Vợ hả? Tôi chờ thêm thời gian đi. Đã chồng nói rồi mà. Anh im đi. Anh không xứng đáng là chồng của tôi. Chưa bao giờ tôi gặp ai mà hèn hạ như anh cả. Anh đi về đi. Về hết đi. Sao vậy em? Em sai rồi. Ở nhà có chuyện gì hả? Em thật sự sai rồi. Em đã nuông chiều thằng Quy một cách mù quá, nên bây giờ em đã hại nó rồi. Em chỉ thử lòng nó thôi, vậy mà nó chấp nhận bỏ vợ bỏ con để được sướng thân mình. Nó hư thật rồi anh à. Thôi, em đừng khóc nữa. Em có thể chấp nhận thằng Quy ăn chơi quậy phá, phung phí tiền bạc, nhưng mà em không thể chấp nhận con em là một đứa mất hết tình nghĩa như vậy. Anh à, anh về nhà đi. Anh phải về nhà cùng em dạy lại con mình. Nếu không thì sẽ không còn kịp nữa anh à. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Anh sẽ về nhà với em. Thưa má, thưa ba, ba tha lỗi cho con. Đây là cơ hội cuối cùng ba má dành cho con. Ba má sẽ lo cho con vào trường đại học quốc tế ở đây. Trong thời gian đợi khai giảng, má con sẽ lo cho con một công việc bán thời gian ở công ty. Con nghe rõ chưa? Dạ, con nghe. Má đã mở lại thẻ cho con rồi đó.
Nhưng mà mỗi tháng con chỉ được phép xài trong vòng 10 triệu thôi. Và sau này khi con đi học thì vẫn phải tới công ty để làm thêm, vì ba má chỉ cho tiền con đóng học phí. Còn tiền tập vở thì con phải tự kiếm mà mua đó. Dạ. Dạ thôi hả? Là con người á, sống là phải biết hai từ: xin lỗi và cảm ơn. Còn không biết cảm ơn nữa. Dạ dạ. Con cảm ơn má. Cảm ơn má. Nè, con đừng có làm cho ba má thất vọng thêm một lần nào nữa nha. Nếu không, ba má sẽ coi như không có đứa con như con đó, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Chết rồi. Ui da, dạ, xin lỗi anh nha. Xin lỗi. Dạ, không sao. Ui da. Cuộc họp với bên đối tác Thái Lan là vào ngày nào vậy? Ủa, Châu. Con làm gì mà như ma đuổi vậy Châu? Dạ, con trễ giờ học nấu ăn rồi. Con xin lỗi mẹ. Dạ, thưa mẹ, con về trước nha. Chào em. Về trước nha chị. Xin lỗi anh. Quỳnh Châu dễ thương quá cô ha. Cuộc họp với bên đối tác Thái Lan là vào ngày nào vậy? Dạ, 10 giờ sáng thứ bảy. Rồi, ghê rồi, bấm chung hoài vậy? Ai vậy? Vụ cướp vừa rồi, thì ra vụ cướp đó là hai người dàn dựng ra để hại tôi phải không? Là hai người dàn cảnh ra hại tôi có phải không? Tại sao lại phải hại tôi? Tại sao hả? Hai cậu đứng đó làm gì nữa? Lôi cô ta ra ngoài. Tôi không có cam tâm với mấy người hại tôi vậy đâu. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng. Nhớ em quá. Trời ơi, thương quá. Dạo này, sao dạo này em ốm quá vậy? Em đó, em phải ăn cho mập. Anh đến đây làm cái gì vậy? Em sao vậy? Thì anh tới thăm em, anh thăm con. Dạo này con khỏe không em? Em mới gọi cho anh Hoàng. Anh Hoàng mà tới đây, nhìn thấy anh là chết luôn đó. Thấy cái thái của em dạo này hơi. Hôm nay mình sẽ đến rồi từ đó để cho các bác sĩ kiểm những khó nhỏ. Dạ. Sẵn đó tình yêu bóp nhớ hoa bên đời ta. Xét nghiệm ADN nơi ta tìm về khi bão giông. Gia đình vững vàng hạnh phúc xây tình yêu. Mẹ cô ơi. Mẹ lòng ta biết ơn. Mẹ ơi cô. Mẹ ơi, anh đưa cô vô bệnh viện đi. Ta bày xây nên những hạnh phúc như cái tháng phía trước sẽ tươi đẹp. Vợ chồng gì ở đây nữa? Tôi không có một người chồng như anh. Giờ tôi cũng nói rõ cho anh biết. Một khi tôi đã làm gì thì tôi sẽ làm cho tới cùng, chứ không thể nào thiếu trách nhiệm với anh đâu. Anh Kim mà bỏ đi. Anh Kim đâu cũng nhớ về gia đình. Ủa, anh Kim có chuyện gì vậy? Trong cuộc đời lắm lúc giờ căng thẳng như vậy. Anh Kim vừa hợp với chị Cúc xong. Em muốn nói anh Kim á là làm đạo diễn kiểu gì mà quay phim lâu quá. Rồi chỉ coi những dữ liệu mà quay phim từ trước tới giờ á, hình ảnh không tốt, nên chị quyết định đổi đạo diễn luôn rồi. Cái gì? Thay đổi đạo diễn? Nhưng mà làm sao đổi đạo diễn được? Mình làm việc nó ác quá không chị? Dạ không. Ý của em là mình làm gì có bị căng quá không? Lỡ mà bị căng quá, ông đứt dây thần kinh, ông liệt suốt đời đó chị.